Trọng kính Đức Cha Đa Minh, Giám Phục Giáo Phận Thái Bình. Kính thưa quý cha Tổng Đại Diện, quý cha Quản Hạt, quý cha Cố, quý cha Đồng Tế trong và ngoài giáo phận. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý ban trinh chương ban hành giáo, cùng tăng quyến với tất cả cộng đoàn giáo xứ Mỹ Đồng trong và ngoài giáo xứ. Con vâng lời cha về, nhờ con chia sẻ lễ an táng của cô cố Teresa Avila hôm nay với lý do bà cố xui ra với em ruột ông nội của con. Và chính vì thế con nghĩ rằng hồi đầu nghĩ là cha Tổng Đại Diện là cha Nguyên là chủ tế và con chia sẻ. Nhưng mà đến đột nhiên đến giờ này thì Đức Cha Thái Bình chủ tế con run quá. Vì thế con xin phép Đức Cha, quý cha của cộng đoàn cho con chia sẻ với thánh lễ của cụ cố hôm nay với thời gian 15 phút và ba cái ý tưởng chính. Ý tưởng thứ nhất, chết là một quy luật. Ý tưởng thứ hai, chết là thách đố của niềm tin nhưng là niềm hy vọng của người Kitô hữu. Và ý tưởng thứ ba, qua cái chết của bà cố cho chúng ta một bài học cuộc sống. Con xin phép vào ý tưởng thứ nhất. Trong kinh Cám ơn của nhà đạo, chúng ta hàng ngày ai cũng đọc: con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người. Được làm người thì khác với con vật ở chỗ nào? Con người khác con vật ở số biết cầu nguyện, biết sám hối, biết tha thứ và đặc biệt là biết mình phải chết. Và cái biết mình phải chết ấy thì nhà triết học Socrates, là triết học cổ đại Hy Lạp cách đây 2.500 năm, thì ông ta cho một đoạn tam đoạn luận như thế này: là người thì phải chết, thế mà tôi là người thì tôi phải chết. Vậy thì mệnh đề thứ ba đã nằm ở trong mệnh đề thứ nhất là người thì phải chết. Và chính vì thế thì trong tác giả của sách Giảng Viên cũng nói về ý tưởng khởi sự và kết thúc như thế này: dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để xây dựng và một thời để phá đổ. Có thời sinh ra thì phải có thời chết đi. Đó là quy luật cuộc sống. Với ý tưởng thứ hai, chết là một thách đố niềm tin và là hy vọng của người Kitô hữu. Những người không có tôn giáo, họ quan niệm rằng con người là tiến hóa từ khỉ và sống để hưởng thụ và chết là hết. Và nếu đúng chết là hết thì đâu cần dạy đạo đức làm gì. Sau khi chết không có thưởng phạt, không có nhân quả, không có tái sinh, không có sống lại, thì đâu có ai chịu ăn ngay ở lành để làm việc lành phúc đức mà làm chi. Nếu chết là hết thì rõ ràng một con chó còn sống vẫn còn có ích hơn một vĩ nhân đã chết. Vĩ nhân chết cách đây 50 năm, 100 năm từ thế kỷ trước rồi. Có nên hệ gì với thời đại 4.0 này, làm gì phải học tập làm cái gì, vì đã là thành tro bụi. Và chết là hết. Kỳ xưa cha cố Hưng mới giảng: lẳng lơ thì chết cũng ra ma, mà chính chuyên chết cũng đưa ra cánh đồng, hoa cả làng hay sao? Thưa cộng đoàn, vậy còn người Kitô hữu với niềm tin hy vọng thế nào? Trong cuộc đời này, người già, người trẻ, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp và cái kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà còn riêng sự chết thì trên cung thánh đây và giữa nhà thờ, người già và người trẻ, Đức Cha, cha cố, quý cha, chưa ai có bao giờ có kinh nghiệm sự chết. Là bởi vì sự chết thì như quả cố đây không nói nữa, không trở về để cho chúng ta biết. Vậy thì chúng ta
như thế nào để nghĩ rằng sau cái chết vẫn còn niềm hy vọng? Chúng ta chỉ có thể dựa vào lời Chúa ngày hôm nay trong Tin Mừng Thánh Gioan và Thầy Phó Tế công bố. Chúa Giêsu đã nói: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, nó sinh nhiều bông hạt. Tin Mừng Gioan chương 12 câu 24. Nếu hạt giống cứ để trong kho, cứ cất trong hũ mà không mang đi chôn vùi dưới đất, không chịu cảnh đen tối ẩm ướt và mục nát, thì làm sao cho người nông dân một mùa thu hoạch mới để sinh hoa kết trái? Với sự hóa thân của một con bướm, nó tái sinh từ trong cái kén của một con sâu, và nó được khoác lên đôi cánh đầy sắc màu để bay lên trên trời cao, hóa kiếp ngoạn mục. Huống chi con người được máu Chúa Kitô cứu độ và là một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Và chính vì thế, thưa ông bà và anh chị em, sự chết chính là một phát minh vĩ đại nhất của sự sống. Sự sống đã phát minh ra sự chết để sự sống tiếp tục được tồn tại và thay đổi. Muốn sống phải qua sự chết, và chết để được sống. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết với chúng ta: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết bao giờ. Tin Mừng Gioan chương 11 câu 25 đến câu 26. Vậy thưa cộng đoàn, sự chết chính là một sự biến đổi huyền nhiệm cần phải trải qua. Và chúng ta vẫn nghe ca đoàn hát: sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Chỉ thay đổi chứ không mất đi. Kính thưa cộng đoàn, trở về với đám tang của cụ cố Teresa. Cụ cố được ơn lành làm người, làm con Chúa, và qua bí tích rửa tội cách đây 91 năm. Khi trưởng thành, cụ được xét đặt kết hôn với ông cố Đa Minh, hơn cụ cố một tuổi, ông cố còn rất khỏe. Và hai ông bà cố sinh được 10 người con, 10 người trong thời bao cấp, khó khăn vất vả. Mà người con út thì Chúa cất về lúc còn nhỏ và còn trưởng thành, lớn lên 9 người con, 3 trai và 6 gái. Và rồi ông bà cố đã dâng cho giáo hội một người con làm linh mục là cha Đa Minh Nguyễn Văn Phê. Cha Phê là người con thứ 3 trong 9 người anh em. Kể từ ngày được làm linh mục ngày 23 tháng 5 năm 1996 tới nay đã bước sang năm thứ 27 làm linh mục và làm cha xứ. Bà cố đã không luôn luôn dõi theo đời sống của cha con, nghe người ta nhận xét về cha con sống với giáo xứ thế nào và ngược lại, thành công hay thất bại, vui sướng khổ ra sao, thì người mẹ bà cố vẫn hằng cầu nguyện cho cha con để vượt qua thử thách và có sự bình an. Từ hồi Đức Tổng Giuse còn là cha xứ Mỹ Động giáo xứ này, bà cố đã là bà Trương và đã vào giúp cha xứ tức Đức Tổng bây giờ là dọn dẹp nhà xứ và nấu cơm. Đến rồi khi cha con đi coi giáo xứ Văn Mạc, giáo xứ đầu đời, rồi lần lượt đến Chúa Từ Xá, Phú Lộc, An Toàn, và đến thời điểm vừa qua cha Phê được đi nhận sứ Tiên Am chuyển sứ lần thứ 5, mà bà cố đòi cha Phê là cho đi bằng được để xem giáo xứ mới Tiên Am thế nào. Cha Phê không cho đi, nhưng bà cố nói nếu không cho bà cố đi đợt này thì vĩnh viễn không bao giờ bà cố đến được Tiên Am. Mà đúng thế, bà cố cũng đã được đến Tiên Am giáo xứ của cha con. Và từ nay trở đi, bà cố không viếng Tiên Am nữa. Kính thưa cộng đoàn, cách đây hơn một tháng, con cùng với cha Phê sau Giáng sinh về thăm cố. Cố còn ngồi tiếp khách nói chuyện rất vui vẻ ở một cái bàn bên cửa sổ. Ông cố pha trà, hai bà cố nói chuyện vui vẻ. Con thấy ông bà cố mặt hơi mập, là có vấn đề, là vì người đang gầy mà mập thì có vấn đề. Và ngày cuối cùng cách đây 9 ngày, con với cha Phê đi về thăm cố thì cố đã đang thở oxy. Và con hỏi cố là cố có cái gì để lại cho cha Phê không. Cố hơi mệt, chớp mắt và lắc đầu nhẹ nhẹ: đã được cha con giải tội và ban phép lành. Và hôm nay bà cố đã đi với một thánh lễ long trọng và vinh dự. Để có được một thánh lễ như hôm nay, bà cố đã có sự chuẩn bị suốt 91 năm qua. Đây chính là phần thưởng của một tín hữu trung thành,
nhiều người chết trong lúc dịch bệnh, không có người thân, không có thánh lễ an táng. Nhưng thánh lễ của bà cố hôm nay có sự tham dự của Đức Giám Mục, của đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và tất cả cộng đoàn, đông đảo quý khách xa gần. Và được tổ chức long trọng trong một ngôi thánh đường mới vừa hoàn thành của giáo xứ Mỹ Động, thật là nghiêm trang, sốt sáng. Có được vinh dự này trước tiên là nhờ ơn Chúa, và nhất là nhờ ơn đức tin của bà cố. Chúng ta hy vọng bà cố Teresa sẽ được cùng đoàn ngũ các thánh như trong sách Khải Huyền đã diễn tả. Một trong những kỳ mục lên tiếng hỏi tôi, những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Tôi trả lời, thưa Ngài, họ là những người đã đến sau khi đã trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Sách Khải Huyền chương 7 câu 13 đến câu 14. Thưa cộng đoàn, vì đức tin cả đời của bà cố mà theo kinh nghiệm của Thánh Phêrô đã viết, tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vậy anh em hãy được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin. Thành quả đức tin là gì? Là ơn cứu độ con người. Trích là thơ thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 8 đến câu 9. Quả vậy, có một thánh lễ như hôm nay chính là nhờ thành quả của đức tin mà bà cố đã suốt 91 năm nay chuẩn bị cho nó. Hai hôm nay có rất nhiều của hội đoàn đến cúng viếng hoa. Vậy hoa để làm gì khi mà dâng cúng người chết? Chia vui với người chết sao? Thưa, chết đến tặng hoa hay đến viếng hoa là chúc mừng sinh nhật nước trời. Bởi vì chỉ có sinh nhật nước trời mới xứng đáng nhận hoa nhiều đến như thế. Cho nên chết chính là điểm hẹn của tình yêu, là một nghĩa cử nghĩa tận cao đẹp. Và thưa cộng đoàn, cuối cùng, qua cái chết bà cố cho chúng ta một bài học nhắn gửi những người con còn cha mẹ còn đang sống, hãy báo hiếu ngay từ hôm nay, vì sự thành công của chúng ta nó đến chậm hơn sự già đi và chết của cha mẹ. Nhiều người cha mẹ chết lâu rồi mà chưa thành công, cho nên phải ngay ngày hôm nay phải báo hiếu. Còn nếu không báo hiếu, sau này cha mẹ chết cúng dỗ vô ích, anh em bất hòa chia rẽ kết thêm bạn vô ích, cha con coi nhau như kẻ thù, đi nói đạo lý thiên hạ là vô nghĩa. Và mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cho cái chết thật tốt. Ai chuẩn bị cho cái chết của mình thật tốt, người đó bớt tham lam và người đó sẽ được ra đi bình an. Kính thưa cộng đoàn, người ta vẫn nói cuộc sống không giống cuộc đời. Cuộc sống thì nó muôn sắc muôn màu, còn cuộc đời thì nó ngắn lắm, 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Ở đây một số cha, một số người biết, nhưng một số người chưa biết, 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Ai 50 tuổi tính thêm năm, 6 tháng ai tính, ai 60 tuổi tính thêm tháng, và ai 70 ngày, ai 70 tuổi thì tính thêm ngày, và ai 80 tuổi trở ra thì chỉ phút bù giờ thôi, hiệp chính hiệp phụ hết rồi, không còn nhiều thời gian để mà tích cóp, để mà bon chen, để mà này kia nữa, không còn nhiều thời gian. Và chính vì thế, sau 50 tuổi, xấu đẹp giống nhau vì tóc bạc và nếp nhăn xuất hiện. Sau 60 tuổi, chức vị cao thấp, lương cao, lương thấp giống nhau vì cần phải hạ cánh an toàn. Còn thêm nữa là cả nhà vào lò. Sau 70 tuổi thì nhà đầu gấp 4 hay là nhà đầu giống nhau, bởi vì chân đau cũng không muốn leo lên cầu thang. Sau 80 tuổi thì thưa cộng đoàn, không cần phải phân biệt giới tính nữa, không cần phân biệt đàn ông, đàn bà, nam nữ nữa, bởi vì có phân biệt cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Và sau 90 tuổi thì nằm ngồi đứng giống nhau. Cũng như cách đây một tuần, con cha phê về thấy bà cố đang nằm thở oxy. Và nếu có sốc nách dậy, ngồi dậy hay đứng dậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khi chúng ta đi vào trường học đầu tiên giờ là được học 4 phép tính, cộng trừ nhân chia. Và như thế khi trước 50 tuổi thì chúng ta có thể dùng cái phép nhân và cộng để ta gia tăng gia tài, để làm cho cái gì đó nó được nhiều lên. Nhưng từ 5 năm 6 tháng 7 ngày thì bắt đầu phải sống bằng phép trừ và phép chia. Chia mọi thứ đi, trừ mọi thứ đi, trừ bạn bè đi, trừ tích cóp đi, trừ mọi thứ xung quanh đi. Và cuối cùng tròn trịa là trừ cả mảng sống. Kết thúc câu chuyện, con kể một người phá sản trong miền Nam gọi cho con xin khấn, vì con mất hết tất cả tài sản rồi. Con khuyên ở cả nhà cứ cuối tuần dẫn nhau vào cái lò hỏa thiêu kia kìa,
cứ ngồi đi từ sáng đến trưa. Khi người ta đưa quan tài vào trong lò rừng rực kia thì hỏi vào ông nằm quan tài kia là ai đấy? Cán bộ cao cấp đấy, giàu lắm. Doanh nghiệp nổi tiếng đấy, giàu lắm. Ôi, người nổi tiếng đấy, giàu lắm. Và cứ như thế đưa ra đưa vào, sau 4 tiếng đưa ra chỉ một nắm cho tàn thôi. Thế là vợ chồng tự nhiên về nhà thấy ôi, được mất là bình thường mà. Giàu quá thế kia, tùy phú thế kia, siêu xe thế kia, mà sau 4 tiếng thôi ra chỉ có một nắm cho tàn. Làm gì mà phải mất, tiếc làm gì. Thế là cuộc sống tìm lại bình an, vì ra đi không cầm được gì hết. Củ cố 91 năm trong quan tài kia chỉ có 1,5 triệu liệm khăn vải thôi, không có gì cả. Phải ra đi hai bàn tay trắng và chỉ mang theo phúc và tội. Dẫu biết rằng trần gian là quán trò, nhiều kẻ sao vẫn thói bon chen. Sao không hỏi người nằm dưới mộ, khi chết họ mang theo những gì? Lạy Chúa, xin cho linh hồn củ cố Teresa